Vô rồi cả nhà ơi, vô rồi, quay đổi rồi cả nhà ơi. Đi lên. Anh đưa, anh đưa. Anh đưa. Yeah. Right here. Mà nã cả nhà ơi. Sống về xài về hấm lòng hào đức. Đi kêu sơ. Chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà biết mình mới vừa làm cần câu và dây máy. Dây thì mình mới vừa thay dây mới hết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà sau chuyến đi vào ngày mai thì những cái máy và những dây mình xài như thế nào. Đây là cái Avex SX thường, dây 25 phao fluorocarbon. Thì mình để ở đây khoảng chừng 10 mét. Và cái máy này cũng là SS Raptor, cũng dây 25 phao luôn. Mình đem hai cây á, là nhiều khi cá cắn đứt dây hoặc là đứt lưỡi thì mình còn cây khác để mình câu tiếp. Qua đây thì cái máy này cái size là SSJ, dây 30 phao. Cái này thì mình để cỡ khoảng 5 mét. Cái này cũng MSL Chi Chư, cũng dây 30 phao. Thì giống như mình nói là nếu mà lỡ như đứt dây thì mình còn cây khác để mình câu tiếp. Cái này là cái JS Raptor. Thằng này thì dây 60 phao, nó hơi lớn hơn so với những cái máy này. Vì cái này mình mang theo là để dự phòng, nếu mà trường hợp là mình dính có cá bluefin lớn, là cá người dây xanh lớn, mình có thể xài nó để câu. Điều là dây fluorocarbon hết. Dây fluorocarbon này á, nó sự khác biệt với dây thường nó rất là nhiều. Đây để mình cho các bạn xem. Đây là dây thường 30 phao. Cái dây thường này nó rất là mềm. Nó mềm và nó nặng. Khi mình móc cá mồi sống vô nó chạy không có được nhanh, tại cái dây nó nặng quá. Còn đây là dây fluorocarbon. Đây là 100% fluorocarbon. Cái dây này thì nó cứng hơn so với dây thường, đồng thời và nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn và nó cứng hơn. Khi mà xuống nước thì con cá mồi nó sẽ bơi nhanh hơn so với cái dây thường này. Ok, rồi mình chào cả nhà nha. Sáng hôm sau mình sẽ gặp cả nhà trên tàu. Bye cả nhà. Chào cả nhà, bây giờ mình đi lên xuống tàu. Thì tàu hôm nay mình đi là chiếc San Diego. Sau đây cũng chia sẻ cho quý vị hiểu biết thêm cái chiếc San Diego này là bề dài 75 feet, bề ngang là 23 feet, có thể là chở nhiều nhất là 35 người đi câu. Họ là chuyên môn đi sáng đi chiều về. Dưới đây là phòng ăn và chỗ bán đồ ăn. Morning. Morning. How you
doing? Good, good. Chào cả nhà. Chút nữa ra tới chỗ câu cá mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Giờ tàu chạy cả nhà ơi. Bên đó là chỗ bán mồi á, bán cá mồi. Đây là bãi biển Mission Bay, San Diego, California. Từ ở đây ra tới chỗ câu cá mải khơi thì khoảng chừng 32 hải lý. Chương trình đi câu cá hôm nay là chiếc tàu sẽ đi kiếm những cái đám gông mà trôi trên biển. Thì ở dưới đó thì có những con cá giống như là cá yellowtail hay là cá dorado. Yellowtail thì mình không biết tiếng Việt kêu con yellowtail là nó tên gì. Thì thật ra nó cũng giống như là con cá cam mà nó là màu vàng. Anh em nào mà biết cái tên tiếng Việt tên con cá này tên gì thì xin giúp cho anh em chúng tôi để vào trong cái comment. Rồi, cảm ơn cả nhà. Tới chỗ câu cá cả nhà ơi. Họ để những cái con cá mồi này đi trong cái hộc này. Và cái mình phải cố gắng bắt được cái con nào mà nó mạnh nhất để mà mình băng ra khỏi tàu thì nó chạy mạnh, chạy xa cả tàu, mạnh chừng nào thì là dễ dính cá chừng này. Cả nhà thấy không, miễn con cá nào mà nó không có lội á, thì mình phải quay vô là mình đổi mồi khác. Chứ mình để nó hoài thì không có con gì đụng tới hết. Thường con mồi mình vừa thả xuống thì nó chạy nhanh lắm, nó bơi nhanh lắm. Nó bơi chút xíu rồi cái nó không bơi nữa, nó ngừng chảo lại. Lý do đó mình lấy cái tay mình kéo cái ống chỉ ngược lại cho thẳng cái dây ra, với lại kéo cái con mồi cho nó ngược lại để cho nó đau rồi ngoài tiếp tục bơi. Under. Go on, okay. Back down. Over. Yep. Follow your lines, guys. Oh.
Under. Green. Under. Okay, go, go, go. Cái nhà đây là lý do mình đem thêm nhiều căn, như thế mỗi căn nó bị đứt dây hay là nó không có thì nó nhỏ quá đó, mình muốn câu thủ bự lấy cái căn khác đem ra mình câu thì một căn phải để gì khác nhiều mất thời gian. Cái nhà thấy không, lý do tại sao mà chèn lắng ở sau này thường thường nữa là trong cái tàu câu là vẫn chuyện khách 3/4 rồi, người nào cũng câu ở đằng sau cái tàu đó. Tới hồi mà 3-4 người mà dính cá một lượt là giống như trong cái hoàn cảnh bây giờ nè, thì dây nhợ rồi đóng vô một chỗ một rồi. Đây là lý do là gì, dễ đứt dây và dễ xảy cá. Come on around. I got you. Let go. I got you. You got me. Okay. Go under and over, Bubba. Come on. You've been doing this before. Yeah. Doing what the Disneyland. Step over. There it is. Where are you, dude? Am I over you? Okay, let me get the corner here. I'm not in the corner. Okay, switch. Got it? Yeah, I got it. He's got it too. Yeah, you got it. There, boy. Yeah. Switch. Yeah. Hold on, just leave him right there. He'll get him. I got a hand line. Hand line? Hold on. Hold on, 1 second here. All right. Oh man. What the hell? Thank you. Here I come, here I come. Yellow pill, man. Give me your back, guys. Do what I say. Okay. Oh, look, that bait was in the water for 2 seconds. Got him fish. Harpoon. Harpoon.
all over it. I know. I don't know what. 60 in. Oh. Quá cả nhà. Under. Under. Yeah. Right here. Mình ác cả nhà ơi. Sống về xài vậy không làm hào đức. Thank you sir. Gap. Oh, that's a pretty good size. Anyway. Gap. There you go. All right, 16, right? Yeah. Thank you, sir. Hai con cả nhà ơi, nóng quá được cái áo rồi. Corner.
that green spectrum all over the place. Y'all good over there, Bubba? Cái nhà có thấy không? Tránh đi cái sự mà bị rối dây á, thì cái máy ngang này mình câu cái máy này đặc biệt mình phải lúc nào cũng phải để cái ngón tay giữ dùng cái ống chỉ á, để cho nó đừng có chạy nhanh quá mà nó bị rối dây. I can see that. Green spec yard is from the guy. Beer. Oop, sorry, Bubba. All right, you're all clear, bud. Thank you, sir. All right, before you start, please check the house on gravel. Oh, wow. Cá này chắc là bự cả nhà, kéo cái tráng không nhầm nhò vậy ha. Mình tự cho nó chạy tự do miễn mà không có bị rối dây gì á, tại vì nếu cái đây nó sâu lắm, nếu cái đây gần cả ngàn feet gì á, thì cho nó chạy tự do, rồi nó mệt thì mình kéo lên thôi. Good side. What do they think? Buddy, how are you hooking your bait? When you go to wind them in, they pop off. Cái nhà thấy không, cái máy này nó có hai cái số. Cái số thứ nhất là nó quay vô cái dây vô rất là nhanh. Còn số thứ nhì thì nó chìm nhiều hơn. Bây giờ Andy đang để vô cái số 2 đó, còn kéo cho nó cũng chậm lắm cả nhà. Holler. Chứng minh là cá này bự.
Oh, with a good side. Nice side. Yeah. Oh, wow. What am I got? Thank you, brother. Nice. Thanks. Cái này khoảng chừng căng khoảng chừng 12 kg đó cả nhà. Như là trong những con cá mà em thì câu hết rồi, con cá này lớn nhất. What number? 16. 16? Yeah. Thank you. Đã quá cả nhà ơi. Theo luật lệ là mình dính cá là mình được ưu tiên. Mình có thể đi theo con cá rồi những người khác họ sẽ tránh. Okay, you thought I'd bring a sky up to you? Here I come. What number? No. Okay. 16. 16? Yeah. Gas here. Okay.
Sidebiter. Sidebiter. Yeah, sorry, bud. Thêm một con nữa cả nhà ơi. Mình cũng Google, Dr. Google nói là cá này là gọi là cá cam Nhật Bản. Và thật ra là cá này người Nhật hỏi gọi là Hamachi. Ở chuyên môn ăn cá này là ăn sống cả nhà. Còn mình ở đây mình ăn sống cũng được, mà mình kho nó cũng được, mà làm khô cũng được, mà chiên ăn cũng ngon nữa cả nhà. Cá này thật ra cũng rất là ngon. Cut the light.
rất là ngon mà họ bỏ đi cái bụng này, họ bỏ đi cái đầu này, họ chỉ lấy hai miếng thịt hai bên, những cái đầu với lại cái bụng, cái đó là ngon nhất, họ bỏ hết.